Đây là con D90 bản can của anh đào hầm. Anh đang setup để vào trường quay. Trường quay. Gọi là lung linh nhá. Long lanh lung linh nhá. Thôi, anh đi mẹ bỏ cái trò đi. Ôi trời, êm đẹp. Mệt. Quá mệt, quá đẹp, quá. Chủ xe đi mẹ, bây giờ chạy đến nơi. Anh lái rất giỏi. Không cần nhìn đường. Hả? Hả? Tắc kè. Ôi con tắc kè này. À, để quay lại nhé. Ôi con này liều nhỉ. Đừng chạm nó nhá. Ô. Lấy máy ảnh của anh ra chụp. Thấy chưa? Đây có con tắc kè hoa. Không phải tắc kè, con này con rồng đất. Thằn lằn đất. Rất hay. Con này to lên là cũng có xù được màu lên đấy. Dường như là chú không thèm phản ứng gì luôn. Anh mấy khi gặp con thằn lằn này đâu. Chất lơ luôn. Quay sát vào. Đây là chương trình đi bắt khủng long anh em ạ. Đây, đây là con khủng long đất. Ôi, anh Kiên đây đang coi như là về bắt về ngâm rượu. Đã xong. Rất ngoan ngoãn. Rất ngoan ngoãn và hiền lành. Em rất ngoan ngoãn và hiền lành. Đấy, đã xong rồi đấy. Thích nữa mà, thích nữa mà. Wow. Ui. Rồi. Ui. Ui dồi, răng kìa. Xong. Ui. Đấy, đây anh kia đây đã coi là xong một chương trình. Anh đào làm anh rất nhát. Ui dồi. Đấy, dòng đất, đúng dòng đất luôn. Cứ bình tĩnh đây, anh sẽ đưa em về. Đây đúng thật là với cả các bạn, đây là con rồng đất thật.
Còn lay mà nó đớp phát thì đúng là cứ gọi là ngọt sớt luôn. Chụp ảnh chưa, chụp ảnh chưa? Chụp chưa? Thôi, khoan đã. Tắt thì chơi với em ý một lúc thôi, sau đó là sẽ thả em về với thiên nhiên hoang dã để phục vụ mục đích quay phim, chụp ảnh. Ok.